Những ngày qua, câu chuyện về hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước ở thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi của anh Nguyễn Đình Mừng được lan tỏa rộng rãi khiến nhiều người cảm phục. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, trong lúc đang chơi gần ao làng, cháu Nguyễn Xuân Thành Danh sinh năm 2018 ở thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh bị ngã xuống ao. Ngay sau khi nghe chi hô của dân làng, anh Nguyễn Đình Mừng quê ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đang bán rau gần đó đã không chút do dự nhảy xuống ao cứu người và nhanh chóng đưa cháu Danh vào bờ, sơ cấp cứu an toàn, sau đó gọi người nhà đưa cháu đi bệnh viện. Hiện sức khỏe của cháu Danh đã ổn định. Thế thì hôm ấy vô tình là tôi đang nằm ở gốc cây, thì được nghe tin coi như là thấy bảo hô cứu người chết đuối. Thì tôi cũng thực tế là nó thành một cái động lực. Thì lúc ấy là tôi cũng ra, nhưng mà thực tế là tôi tìm mãi không thấy. Thế nên một lúc tôi thấy thì thực tế là mình cảm giác như là nó có một cái gì đấy nó rất là hồi hộp mà rất là phấn chấn. Thế thì cứu cháu lên thì tôi hô hấp thì cảm giác thấy cháu nó có cái động lực lại, thì cái điều đó là tôi rất phấn khởi. Hành động dũng cảm cứu người bị nạn của anh Nguyễn Đình Mừng đã góp phần lan tỏa hành động đẹp đầy tính nhân văn trong cộng đồng, xứng đáng được biểu dương.